Mâu Ni Phật, con kính bạch trên ni sư trụ trì chùa Quảng Phước, đảnh lễ ngôi Già Lam thanh tịnh. Ở nơi vùng sâu xa mà con bước tới đây có một cái chỗ trang nghiêm, đủ đẹp, đủ rộng, cả vật chất lẫn tình thương để che chở cho những đàn em học thế này, thật là quý hóa lắm thầy. Thứ nữa, thầy kính cảm ơn những vị đạo hữu có thiện lành đã tạo một cái cơ duyên để có một cái khóa tu ý nghĩa cho tuổi bé thơ như thế này. Và sau cùng là thầy kính chào toàn thể các con. Hôm nay thầy tới để mà kể cho mấy con nghe vài câu chuyện cho vui thôi. Mấy con ngồi thẳng lưng, hít một hơi thiệt là sâu vào nè, và nhắm nhẹ đôi mắt lại, mỉm nhẹ nụ cười và hít vào thiệt sâu, nín lại và thở, thả lỏng toàn cơ thể mình ra với hơi thở ra nhẹ nhàng, mỉm nụ cười. Con hít vài một hơi thiệt là sâu vào, con nói mẹ ơi, con hít với mẹ nè, và thở ra mẹ ơi, con thở cho mẹ nha. Một hơi nữa hít và một hơi thật sâu, ba ơi con hít với ba nè, nín lại và thở ra, ba ơi con thở với ba nhé. Mẹ con ở đâu? Dạ mẹ con đang ở đâu? Mẹ con đang ở trong chợ. Dạ ba con đang ở đâu? Ba con đi làm. Rồi em trai ngồi sát quạt dưới cùng á. Yes. Mẹ con ở đâu? Mẹ con đang đâu? Mẹ con đang đi làm. Em trai ngồi sát cái chuông bên cùng bên kia đó. Ba con đang ở đâu? Đi làm. Mẹ nhà, mẹ đi chợ, ba đi làm, ba đi làm. Chứ còn con lại. Vậy là con của ai? Con của mẹ. Vậy là cái thân này của ai? À, con của mẹ mà cái thân này của con. con của ai? Con của mẹ chứ cái thân này của ai? Của mẹ. À, cho nàng vỗ tay đi. À, cái thân này của mẹ nha. Không phải cái thân này của con không đâu. Cái thân này của mẹ chứ bây giờ mẹ đang ở đâu? Ừ? Cái thân này của mẹ. Vậy mẹ đang đi làm với ai đang ngồi đây? Ừ? Sau cùng với kia trả lời. Cái thân của con là của ai? Của mẹ. Mẹ con đang ở đâu? Đi làm với ai đang ngồi đó? Con là cái thân này của mẹ chúng ta. Và chúng ta nói là mẹ ở ngoài kia. Còn này là con với mẹ không liên hệ tới hết. Cho nên những gì con làm, mẹ không có quyền nói. Những gì con ăn, mẹ không có quyền la. Những gì con làm, con ăn, con thích, con đi chơi, con với mẹ là hai cá thể tách biệt hoàn toàn. Mẹ với con không liên hệ gì hết. Có đúng vậy không? Đúng vậy không? Ai nói đúng thì giơ tay coi. Con với mẹ không liên hệ gì hết, ai nói đúng giơ tay. Rồi con với mẹ là một, ai nói đúng giơ tay. Ai nói đúng là giơ tay cao lên coi. Ai nghĩ cái thân này là của mẹ giơ tay cao lên coi. Này coi thấy có ai không giơ tay không? Ý có người giơ tay về đâu sao? Rồi, vậy cái thân này là của mẹ rồi, thầy cảm ơn mấy con. Vậy là ai đang ngồi đây? Mẹ của mấy con đang ngồi đây cùng với mấy con một lần đó. Cha của mấy con là thân này nè, mẹ của mấy con là thân này nè. Thân này từ đâu ra nè? Từ cha với mẹ. Vậy mà bây giờ mình nói cha mẹ ngoài kia, tức là mình từ chối cha mẹ mình có cái thân này sao? Mình từ chối cha mẹ mình là, vậy là mình chưa có biết thương cha mẹ mình rồi. Vậy là mình ngồi đây mà bình yên thì cha mẹ mình bình yên đúng không? Mình ngồi đây mà mình tu là cha mẹ mình tu đúng không? Phải không nè? Mình mà làm bậy là cha mẹ mình sao? Làm bậy theo. Cho nên là mình muốn cha mẹ mình xấu hay tốt? Mình muốn người ta mắng cha mẹ mình là đồ xấu sao?
Vậy mình muốn cha mẹ mình là người tốt không? Vậy bây giờ mình làm tốt hay làm xấu? Dạ, cho đằng vô tay coi. Rồi, giờ nghe thầy có kể chuyện nha. Năm 2014 á, có một trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Trận động đất mà rung, mà giả dụ như chúng ta đang ở đây, mà nếu cái chùa này nó rung lên, chúng ta sợ không? Sợ, sợ nó làm sao? Sợ nó sập. Nó sập thì chúng ta làm sao? Ngủm của tội. Yes. Vậy nếu như mà chuẩn bị nó sập mà mình không thể chạy ra được, mà ai đó chạy tới ôm mình và che mình, chở mình, mình có cầu nguyện điều đó không? Có. À, cái lúc mà chuẩn bị nó rung động cả một cái thành phố, trên cái tòa nhà rất là cao, có hai mẹ con mà biết chắc là không thể nhảy xuống rồi, cho nên bà mẹ có ôm một đứa con. Và mẹ biết là hai mẹ con sẽ chết nếu như con có một người em trong tay mà chuẩn bị cái nhà đó nó sập, con sẽ giục đứa em, con lo con chạy hay là con ôm đứa em để con bảo vệ nó. Ai nghĩ là mình ôm đứa em để bảo vệ? Ai nghĩ là ok thầy cảm ơn, ai nghĩ là mình giục đứa em mình chạy trốn trước? Ai giục đứa em chạy trốn trước? À, rồi con giục đứa em chạy trốn trước phải không? Phải không? Rồi tại sao vậy? Từ từ đưa cái micro coi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên giới thiệu tên coi. Ai? Con sợ quá, cho nên con giục đứa em con bỏ con chạy trước. Ok. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi cho bạn tặng pháo tay coi. Tràng pháo tay là vì sao? Vì không biết là lúc đó bạn có giục em thật hay không, không biết. Nhưng mà bây giờ bạn nói thật là bạn biết lúc đó bạn sợ. Phải không? Lúc đó ai cũng sợ hết trơn á. Nhưng mà bà mẹ nè, coi thứ bà mẹ chuẩn bị ôm đứa con, bà mẹ đang ôm đứa con đây nè. Bà xử sự cách sao trong cái trường hợp mà cái nhà chuẩn bị rung và sập đổ? Ở đây có những người, có những đứa, có những em, có những con là sẽ bỏ đứa em con một bên, và có người là ôm đứa em để che chở. Con mà con có một đứa em như vậy, con che chở không? Che chở. Tốt. Xong đó cái nhà sập cái râm. Bùm. Thiệt mà, cái chuyện đó có thật á. Bây giờ chúng ta đang ngồi nè, nó có thể động đất không? Có thể không? Có chứ, ai nói không đâu giơ tay. Ai nói có đâu giơ tay. Cái đất này có thể động bất kỳ lúc nào. Giỏi, thả tay xuống đi. Nó có thể động bất kỳ lúc nào đó, mình đâu có biết đâu. Mình đâu có biết trong lòng đất nó động đâu. Nó động nó có báo mình không? Không, vậy cho nên mình đâu có biết. Nó làm cái bùm một cái kì. Và cái nhà thiệt là cao thành một đống gì? Đổ nát. Xong cái cảnh sát vô và đào bới lên, thấy bà mẹ nằm trong cái tư thế như thế này nè, và cứng ngắc mất. Tưởng nó còn sống nhưng mà rờ vào thì cả người lạnh ngắt, và lôi bà mẹ ra. Vừa quay đi thì cái ông cảnh sát trưởng có một cái linh tính lạ lùng. Thôi, ông đứng lại. Tự động cái ông quay vô. Ông quay vô bên trong. Ông kêu mấy anh em lính của ông đào bới thêm lên coi. Mới cái hất một cái miếng đanh. Một cái miếng đanh là một cái miếng xi măng á. Ở phía trên hất lên cái tự động. Thấy ở dưới một cái miếng vải che bên ngoài. Dỡ miếng vải ra. Thấy. Thấy một đứa bé được bọc ở bên trong đó. Và bà mẹ nằm ở trong cái tư thế đỡ đứa con, để đất ở trên, cát ở trên, gạch ở trên, xi măng ở trên làm cho bà tan thay nát thịt, mà đứa con ở dưới không bị sao hết. Và đứa con còn ấm, tức là còn sống. Trong tràng vỗ tay đi.
Mấy con nghe đứa con còn sống, mấy con có hạnh phúc không? Có. Mấy con có muốn là đứa con như vậy nếu như mà mình ở trong trường hợp như vậy không? Không. Bởi vì mẹ mình mất. Và mở thêm cái khăn ra thì ở trong đó có một cái điện thoại. Bật cái điện thoại lên thì thấy bà mẹ nhắn cái tin nửa chừng như thế này nè: con à, nếu như mà con lớn lên con có đọc được cái tin nhắn này, nếu con còn sống thì con biết rằng mẹ thương con nhất trên đời. Mấy con có biết ai trên đời này có thể mà mẹ mình vì người đó mà chết? Hả? Ai trên đời này mà ba mẹ mình có thể vì họ mà chết? Chính là con. Con về nhà sau khóa tu này con hỏi ba mẹ thử: nếu có một thiên thần nào ở trên đời này để cho ba mẹ phải hy sinh cả cuộc đời thì thiên thần đó là ai? Ba mẹ nói thử. Thì con đoán được câu trả lời không? Nếu mà con hỏi ai là người mà ba mẹ có thể sẵn sàng chết? Là ai? Yes, là con. Không có ai trên đời này mà ba mẹ con có thể mà sẵn sàng mà bỏ thân mạng của họ hết đó. Bà mẹ có thể ôm đứa con nhảy xuống, bà mẹ chết để hy sinh cho đứa con được, được sống. Như vậy con là ai trên đời này? Con là thiên thần của ba mẹ, con là vị Bồ Tát của ba mẹ con đó. Con thấy con tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Con vỗ tay cho con đi. Tức là con biết không? Nếu như mà nè, cái đứa bé kia hoặc là cái người đứng bên cạnh, ví dụ như con nói là em của con, thì con có thể bảo bọc che chở được. Con nhảy xuống và con ôm nó, con chết để cho nó sống được. Nhưng mà nếu như nó mà là một người, một đứa bạn đi, không có thân lắm, thì con có thể mà ôm nó, cứu nó để con chết cho nó sống không? Có thể không? Không. Như vậy á, là người mẹ của con á cảm ơn con rất là nhiều, bởi vì người mẹ nhảy xuống và chết. Nhưng mà tình thương của người mẹ có chết không? Không. Tình thương của người mẹ, cái câu chuyện đó có được người ta kể đi kể lại không? Có. Mình có cảm thấy cảm động cho cái tình thương lớn của người mẹ không? Có. Như vậy là nhờ đâu mà một người con gái trở thành một người mẹ mà có cái tình thương lớn như vậy? Nhờ ai? Nhờ con. Như vậy con là cái người mà làm cho trái tim của người mẹ trở nên vĩ đại, có biết không? Đây. Cho nên con quan trọng với mẹ không? Vô cùng quan trọng. À. Cho nên con là một đứa con được sinh ra trên đời này như là một thiên thần, như là một vị Bồ Tát, để cho mẹ con từ một người con gái mà trở nên một vị Bồ Tát thứ hai, một vị thiên thần thứ hai. Bởi vì mẹ con có thể chết vì con. Ai trên đời này có thể chết cho người khác? Không có ai hết đó. Chỉ có mẹ cha chết cho con, hoặc là con chết cho mẹ cha thôi. Cho nên con là một thiên thần, và con biến một người khác thành một thiên thần. Con có đẹp không? Có. Rồi. Vậy là con phải biết ngang, trước hết con là ai? Là một thiên thần đẹp nhất thế gian. Con là một vị Bồ Tát giữa thế gian này. Và con làm cho mẹ con, ba con trở thành những vị thiên thần, những vị Bồ Tát khác. À, vỗ tay đi để cho con biết con quan trọng thế nào rồi đấy. Rồi, câu chuyện thứ hai nè. Qua câu chuyện thứ nhất, một thiên thần thì có đi đòi tiền những vị thiên thần khác không? Có. Một vị thiên thần thì có đi làm phiền một thiên thần khác không? Một vị thiên thần thì có đi tạo ra đau khổ cho người khác không? Ai nghĩ là thiên thần thì đi gây rắc rối cho người khác, giơ tay lên coi. Không ai hết. Ai nghĩ thiên thần thì đi tạo hạnh phúc cho người khác đâu? Thiên thần thì lúc nào cái mặt cũng phải vậy không? Thiên thần thì cái mặt lúc nào cũng cười, đúng không? Yes.
Hình như trong từng tia nắng có nắc tinh nghịch bạn trai. Sao nữa? Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Sao nữa? Không biết không biết, nhưng mà chấm 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 là đừng vui đừng buồn vô cớ. Sao nữa? À, đừng khóc đừng buồn vô cớ, làm buồn tia nắng hạt mưa. Tia nắng hạt mưa là ai? Là thiên thần đó. Mấy con mà buồn mà khóc thì cái mặt thiên thần đó làm sao? Nó xẹo nè. Mà nó méo xẹo như thế này là có phải thiên thần không? Nó no. Mà là cái gì? Quỷ dữ. À, vậy mấy con muốn làm thiên thần hay quỷ dữ? Ai muốn làm thiên thần giơ tay? Đó. Để làm thiên thần thì phải làm sao? Cái mặt mình phải làm sao? Vui. Cái mặt mình phải phải vậy không? No. Có chuyện thứ hai. Có một người con gái thương một người đàn ông, bụng bầu dạ chữa, đến ngày tháng khai nhị nở hoa và đau bụng chuẩn bị sinh con. Một thân cô độc một mình, không biết sao hết, sợ hãi quá mới nhớ đến người bạn thân của mình trong đêm lặn lội mưa dầm gió buốt. Đi tìm đến nhà người bạn thân thì ở trên đường á trượt té ngay chỗ một cái cầu qua một cái con kênh. Cô ta không đứng dậy đi được thì mới núp xuống cái cây cầu á và ở đó đau bụng và sinh ra đứa con. Máu huyết dầm về. Vừa sinh đứa con ra, trời mưa còn mạnh hơn, gió càng lạnh hơn nữa. Bà thương con quá, cởi hết đồ của mình ra bọc đứa con lại, lăn qua lăn lại thấy bên cạnh á có một cái bao mà giống như mà bao bố bao đựng gạo ở nhà đó, biết không? Mấy cái bao mà đựng gạo đựng xi măng á, biết không con? Bà bọc cái thân bà lại, bà nằm bà ôm đứa con. Sáng sớm ngày mai có một người phụ nữ đi ngang qua cái cầu, tự động cái xe máy nó tắt, bà dừng lại. Bạn lắng nghe sâu có một tiếng khóc bé thơ ở dưới gầm cầu. Đi xuống thì trên cái thân hình của bà mẹ lạnh buốt, tức là sao? Chết. Và nhở cái tay ra thì thấy bên trong có một bé thơ. Cái thân đang rất là đói là khát nhưng mà còn ấm, tức là sao? Sống. Nếu con là bé thơ đó, con có muốn được trong hoàn cảnh đó không? Con sẽ thương mẹ con vô cùng, đúng không? Con có muốn mẹ con đi như vậy không? Vậy bây giờ mẹ của con còn sống không? Mẹ của con đang còn sống không? Con có muốn mẹ của con sống với con mình lạnh lẽo, buồn khổ vì con không? Như vậy khi mà mẹ con nói thì con có cãi lại không? Chắc không? Ai từng cãi lại mẹ cho tay? Anh Dũng lên coi. Ta là anh hùng, ta đã từng làm mẹ ta buồn, giơ tay coi. Giơ cao luôn. Ai đã từng nói đi rửa chén đi, mệt quá mẹ con, mệt quá con bị đau lưng mẹ ơi. À, quá trời luôn. Rồi thầy cảm ơn. Thầy cũng từng làm cho mẹ thầy buồn. Thầy còn cự với mẹ thầy nữa. Sám hối, sám hối, sám hối. Khi mà mình làm cho mẹ ba mình buồn thì mình sao? Mình xin gì? Mình xin ăn hay xin lỗi? Xin lỗi. Xin lỗi. Ok. Thì sau khi mà thấy được đứa bé còn sống, người đó ôm đứa bé về và nuôi. Sau khi đứa bé nó lớn lên 5, lên 3, lên 8, lên 9, bắt đầu nó hỏi chuyện của người mẹ ruột của nó là ai, thì bà mẹ nuôi mới kể ngày xưa mẹ lượm con dưới gầm cầu, mẹ của con chết trong lạnh cống giá buốt mà không có một cái mảnh áo che thân. Con muốn mẹ con vậy không? Vậy thì ai có mẹ phải thương nghe không? Mẹ con nó từng sinh con ra và
cho con tất cả những gì đẹp nhất đấy. Xong nè, một ngày nọ vào khoảng tuổi 10-11, trong một cái buổi chiều cũng gió gió mưa mưa lạnh lạnh, mùa Giáng sinh nữa sao á, xong cái đứa bé nó mới nói: mẹ ơi, dẫn con ra mộ của mẹ đẻ con ngày xưa đi mẹ. Thì mới dẫn ra, và đứa bé bảo: mẹ đứng đây để con chạy tới mộ của mẹ đẻ của con. Và đứa bé chạy tới, bà mẹ nuôi đứng kia kìa, xong mới nhìn để coi thứ con bé này nó làm gì. Thì con nghĩ là làm gì, nếu như con là đứa bé đó, con sẽ làm gì? Con chạy tới cái mộ đó con làm gì? Nếu con là đứa bé đó, con tới cái mộ đó con làm gì? Để sát micro vô, để cho em đi con. Mấy con nghe nói rõ không? Mấy con nghe em nói rõ không? Em nói chú nói là nếu mà chú chạy tới mà nhưng chú là đứa con đó, chú sẽ cởi hết đồ của chú ra và chú đắp lên ngôi mộ đó. Thật là tuyệt vời. Thầy nghe mà cũng muốn khóc luôn. Và trong lúc mà đứa bé đó nó tới, đúng là nó làm như vậy, nó cởi đồ ra. Và bà mẹ nuôi đứng kia nhìn hoảng hốt, trời lạnh buốt vậy mà nó cởi ra làm gì? Đừng có nói nó cởi hết ra nha, mà đúng là nó cởi hết ra. Xong rồi nó đắp lên ở trên ngôi mộ đó. Xong bà mẹ chạy tới: con mặc đồ cho con, lạnh quá, sao con cởi hết ra vậy? Và bà mẹ mới chạy tới thì nghe đứa bé nó nói rằng: mẹ ơi, ngày xưa chắc là mẹ lạnh hơn con lúc này phải không mẹ? Xong rồi nó oà lên, nó khóc và nó ôm xuống cái mộ của mẹ nó luôn: mẹ ơi, con sưởi ấm cho mẹ nha mẹ. Nếu mấy con là đứa bé đó, mấy con có muốn làm như vậy không? Mấy con có biết là nhiều đêm lắm mẹ ba mấy con không đủ ấm mà đem cái mền cái áo qua đắp kín cho con không? Mấy con đâu có biết, mấy con ngủ ngon ai biết đâu. Mấy con có biết là nhiều khi mẹ con đi làm về mà lạnh lắm, không có áo mưa mang, hoặc là quên mang áo mưa về nhà rất là lạnh, mà con quên chạy ra để ôm mẹ để sưởi ấm cho mẹ, có không? Có khi nào con thấy mẹ con lạnh mà con chạy tới con ôm mẹ, con sưởi ấm cho mẹ không? Ai từng làm việc đó giơ tay coi. Vậy thì nếu có lần nào đó mẹ mình lạnh, ba mình lạnh vì bất kỳ một lý do nào, chạy tới và ôm thật là chặt, họ có hỏi thì vì sao, thì mình nói là vì ba mẹ đã từng dùng cái thân này để sưởi ấm cho con, vậy giờ con sưởi ấm lại cho ba mẹ. Có thể cái thân mình nhỏ quá mình có sưởi ấm được họ không, nhưng mà câu nói của mình có làm ấm cái lòng họ không? Có. Mấy con có làm được không? Ai làm được cho đàn pháo tay. Như vậy nè, khi mà bà mẹ mà chết dưới gầm cầu á, Trần Truồng mà chết dưới gầm cầu một cách lạnh lẽo như vậy á, là vì ai mà bà chết? Bà chết vì bà ghét con hay bà thương con? Như vậy là trong cái thân bà lạnh nhưng mà con tim bà ấm hay lạnh? Ai nghĩ con tim của bà ấm? Giơ tay. À, thầy cảm ơn. Vì sao ấm? Bởi vì trong con tim có tình thương, đúng không? Thương ai? Tại sao bà thương con bà? Bởi vì thương bà, vì con bà là ai? Là thiên thần. Cho nên con thấy nha, con là thiên thần, là Bồ Tát của mẹ của ba con đó, cho nên họ mới có khả năng chết cuộc đời của họ để cho con được sống. Vỗ tay đi. Làm một thiên thần thì đừng có làm cho người thương của mình buồn.
đừng có làm cho người thương của mình khổ, đừng có làm cho người thương của mình mệt mỏi, bực bội. Là một thiên thần thì bà mẹ mình nói một tiếng là mình cãi hai tiếng hả? Không, nói một là mình nghe một. À, là một thiên thần thì có lỗ tai bị điếc hay lỗ tai bình thường? Bình thường. Là một thiên thần tức là lỗ tai mình lúc nào cũng biết nghe lời ba mẹ của mình. Bởi vì mình là thiên thần và mình tạo ra hai thiên thần khác, đó là ba mẹ mình. Mình tạo ra hai thiên thần khác, không lẽ mình muốn hai thiên thần đó ngang bướng như mình? Không. Mình muốn họ cũng đẹp như mình, dễ thương như mình. Có bao giờ mình muốn nhìn ba mẹ mình cự lộn không? Không. Họ cự lộn là thôi mình chịu không nổi, mình khổ lắm. Mình thấy mà mẹ mình mà la ba mình muốn rượu xỉn say về rồi mình thấy mình vui không? Mình thấy mình mệt, mình muốn đi luôn. Mấy con nhớ hai câu chuyện chưa? Thầy nhắc lại, câu chuyện thứ nhất là bà mẹ cũng chết vì con bằng cách nhảy lầu. Để bảo động đất thì nhảy xuống mà ôm đứa con để con sống mà mẹ chết. Rồi bây giờ mẹ sinh con ra giữa đất trời lạnh giá, mùa đông như vậy đó, và mẹ vẫn ôm đứa con, sưởi ấm cho con. Mẹ trần truồng chết trong buốt lạnh như vậy cũng vì con. Mẹ sẵn sàng chết để cho con sống. Và cũng chính vì con mà trái tim của mẹ ấm áp, đầy tình thương, dù cái thân của mẹ đau đớn, lạnh lẽo đến giường nào, mẹ chấp nhận hết. Vì vậy con biết con là thiên thần, là vị Bồ Tát tuyệt vời như thế nào với ba và đặc biệt là với mẹ con. Nhớ như vậy. Rồi nữa nè, mấu chuyện thứ ba. Có một hôm nọ, bây giờ nãy là nghe về mẹ rồi, giờ muốn nghe về ai? Cha nha. Ông cha dẫn đứa con gái vô trong công viên, đi dạo công viên chơi. Trong này ai đi công viên rồi giơ tay coi. Ok, thầy cảm ơn. Ai được ba dẫn đi công viên đâu giơ tay coi. Ok, cảm ơn. Xong ông ba ngồi nhìn đứa con gái nhỏ đang chơi đùa như vậy, cái đứa con, và bên cạnh cái đá kia có một người phụ nữ nữa, cũng có mấy đứa con đang ngồi chơi. Xong cái ông cha ông coi đồng hồ, ông thấy là đã đến giờ phải đi về rồi. Con gái ơi, về với ba con. Nếu như mà ba của con nói trong lúc con đang chơi đùa vui thì con có xin thêm 5 phút nữa không? Ai nghĩ mình sẽ thường là xin thêm 5 phút nữa vậy tay? Yes, thầy cảm ơn, đúng rồi, thường là như vậy đó. Ba cho con 5 phút nữa nhưng ba. Ok con gái. Mình nghĩ ba mình cho không? Cho chứ sao không? Xong cái ok 5 phút. Xong cái lát nữa, con gái ơi hơn 5 phút rồi con, về con. Ba cho con 2 phút rưỡi nữa đi ba. Cho không? Cho. Ba mình không có bao giờ mà không cho. Cho. Xong cái các bà ngồi bên cạnh nó mới nhìn qua, mới nói cái ông này sao mình dễ dãi với con cái mà nuôi con vậy, mình dễ quá vậy. Xong cái nhìn đồng hồ 5 phút rồi, con ơi 5 phút rồi, hơn 2 phút rưỡi rồi, thôi về cho trễ con ơi. Ba ở cho con 1 phút rưỡi đến thôi ba. Vậy chứng này cho không? Ai nói không? Ai nói cho? À, ông ba cho. Xong cái bà kia mới thấy, mới ngồi mới nhìn, thấy ngứa gan quá, ông cha dạy con gì kỳ vậy? Dạy con gì mà con biểu cái gì cái cho cái đó là sao? Ai là cha? Quay qua nói, hay anh dạy con gì kỳ vậy? Anh phải con anh hư à? Nó biểu cái gì anh nghe cái đó là sao? Anh là cha hay nó là mẹ anh? Chị à, thực ra đứa con gái của tôi á, nó có một người anh trai là con của tôi, là tôi có một đứa con trai nữa, nhưng nó bị ung thư, nó chết rồi. Trong lúc mà tôi đi làm, tôi không có thời gian nhiều cho nó. Xong bây giờ tôi còn có một đứa con gái nữa thôi. Dù nó chơi 5 phút thì 5 phút đó là nó dành cho tôi. Tôi ngồi để bình yên 5 phút để tôi chơi với nó, để tôi không có lạc lõng vào công việc, tôi không có bỏ rơi nó nữa. Tôi nhờ nó chứ không phải nó nhờ tôi, chị có biết không? Tức là người cha bận biểu quá đi,
chỉ nhờ cái đứa con này nè, nó chơi đùa ở đó để người cha quên việc, quên danh vọng, quên tiền tài, quên sở hữu, để cho người cha rỗng lặng ở trong đầu, ngồi nhẹ nhàng hít thở mà coi người con mình đang ngồi chơi. Như vậy thì cha đang giúp con hay con đang giúp cha? Con giúp cha. Như vậy mấy con thấy, mấy con có đang giúp ba mẹ mình không? Có. Mấy con là thiên thần đẹp lắm. Mấy con cười vui giỡn đùa, chứ bao giờ mà mấy con ngồi cái mặt bè xệ như bánh xèo vậy không? Có không? Đó, có đâu. Ai từng ngồi cái mặt bè xệ như bánh xèo vậy đây coi. Đâu, ai? Ai giơ tay, giơ cao lên. 1, 2. Ú, đông vậy. Ngồi cái mặt bè xệ như bánh xèo á nha. Tại sao, tại sao? Ok, tại sao? Tại vì con chán. Ồ, con... À, bởi vì không có ai chơi nên con chán. Rồi con ngồi cái mặt như thế nào đâu, con làm mà coi. Rồi, thầy cảm ơn con. Vậy khi mà con ngồi cái mặt bè xệ như bánh xèo thì mẹ con nhìn bà vui hay bà buồn? Buồn. Như vậy là con là thiên thần. Mà trước hết là con ngồi bè xệ như thế này thì có phải là thiên thần nữa không? Không. Mà con là một, là con không còn thiên thần nữa thì mẹ con còn là thiên thần nữa không? Không. Mẹ con đi đâu về mà thấy cái mặt con như thế này thì bà buồn hay vui? Buồn. Cho nên đừng có làm cho mẹ mình buồn. Bằng cách là làm cho mình buồn là làm cho mẹ mình buồn đó. Ai còn mẹ? Giơ tay lên. Rồi, thầy cảm ơn. Ai đã không còn mẹ giơ tay coi. Ai không còn mẹ giơ cao coi. Mẹ mất hay là mẹ đi gì, nói chung là không có được ở với mẹ nữa, giơ tay lên coi. Mẹ con đi đâu? Mẹ con đi đâu? Bỏ con luôn hả? Bây giờ con ở với ai? Bây giờ con ở trong chùa. Cha con đang ở đâu? Rồi, thầy cảm ơn con. Con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không con? Mấy con may mắn quá đi, chú tiểu này nhớ mẹ mà không biết mẹ đang ở đâu. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn để mất mẹ nghe không? Thấy chú tiểu không? Không còn mẹ nữa, giờ nhớ mẹ không biết ở đâu nè. Bởi vậy cho nên nãy chú nói chạy ra mà mùa mà thấy mẹ là cởi đồ ra tắp lên cái mùa cho mẹ ấm, là bởi vì thực ra chú đang nhớ mẹ quá đó. Là câu chuyện thứ ba, thầy kể cái gì con nhớ không? Về ai? Về một người? Người cha. Người cha đó nhờ bận biểu quá mà, đi làm nhiều việc quá mà, kiếm tiền nhiều quá mà, cho nên không có thời gian để nghỉ ngơi. Cho nên phải về nhà mà nhờ ngồi bên cạnh một đứa con, ngồi nhìn nó chơi để mình cũng được thả lỏng, để mình cũng được bình yên, để mình cũng được một chút thông dong hạnh phúc. Và đứa con là một thiên thần để người cha sống đi thiên đường với đứa con ấy. Vì vậy mấy con có thấy mình quan trọng với mẹ rồi, rồi mình có quan trọng với cha không? Đó. Nhưng mà ví dụ nè, ví dụ như con mà con ở trong công viên con đang chơi như vậy thì con xin một lần ba cho, hai lần ba cho, ba lần ba cho, con nghĩ là con xin lần thứ tư nữa không? Ít thôi nghe con, ba lần là được rồi. Rồi tiếp nè, câu chuyện thứ tư, coi thử thiên thần làm việc như thế nào nha. Ai nghĩ trong mấy con á, ai nghĩ mình là một thiên thần ở nhà với ba mẹ đâu, giơ tay coi. Ai nghĩ mình là một người rất là đẹp và ở nhà là cái nơi mà ba mẹ lúc nào cũng vui, cũng cười với mình, và mình làm cho cái ngôi nhà nó đẹp lên, nó vui nhộn lên, nó hạnh phúc lên với ba mẹ đâu, giơ tay coi. Có nghĩa là mình thầy cảm ơn. Có một ngày nọ, thiên thần trước khi đi học
Vị Bồ Tát nhỏ trước khi đi học lấy cái tờ giấy như thế này nè, để lên trên bàn, ghi xuống. Một nhỏ, giữ em cho mẹ 5.000, rửa chén cho mẹ 10.000, quét nhà 10.000, là 25.000 rồi đó nha. À, làm những việc lặt vặt mẹ sai 5.000 nữa là bao nhiêu rồi? Là 30. Tức là sao? Đang kể công với ai? Với mẹ, đang muốn mẹ trả tiền, tiền công cho mình. Rồi để đó cái đi học, đó là mưu mẹo của thiên thần này để kiếm tiền từ mẹ. À, muốn kiếm tiền không? Muốn không? Cách đó là ngắn gọn lắm. Của đứa trẻ đó. Ồ, cho anh nằm vỗ tay đi. Rồi, ai có ý kiến nào khác? Này, đứng lên. Dạ con, thưa thầy, dạ con để cho con là tất cả thứ con sẽ đồng ý và con để cho con nhìn thấy con là một người cha hiếu thảo với cha mẹ. Hay rồi, cho anh nằm vỗ tay coi. Rồi, mấy con nghe nè. Xong cái người mẹ, xong khi đứa con nó đi xong, người mẹ đi chợ về, nhìn cái tờ giấy và thấy ồ, 5.000 rửa chén, 5.000 giữ em, 5.000 quét nhà, bla bla bla. Xong bà mẹ lặng thinh rút trong tay ra, trong túi ra một cái kiếm, với lộ một cái bút, và âm thầm lật tờ giấy kia, cái bên kia qua và viết: 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau miễn phí 2 chấm. Yes. Sinh con ra muốn mướm lo lắng ăn uống hằng ngày 2 chấm miễn phí. Phải không? Rồi chăm sóc sách vở trường lớp thầy cô 2 chấm. Gì nữa? Miễn phí. Tiếp: giày dép quần áo mũ nón 2 chấm miễn phí. Cơm nước mẹ đi nấu mỗi ngày 2 chấm mẹ chăm sóc cho con cả đời 2 chấm. Ồ, lặng thinh để cái tờ giấy đó. Anh thiên thần đi học về và để coi thử chuyện gì xảy ra. Anh hồi hộp cầm tờ giấy lên, vẫn còn để trên bàn, bà mẹ kia chắc là đọc rồi và im im nha, chắc là đồng ý bữa sau có tiền tiêu chắc. Hay hé tờ giấy lên, ô thấy mấy cái chữ, ô mang nặng đẻ đau 12 tháng miễn phí, cơm áo gạo tiền miễn phí, quần áo dép mũ giày miễn phí, đi học trường lớp miễn phí, chăm sóc cả đời miễn phí. Wow. Rồi con ở cuối cùng, em trai đó. Rồi con ở nhìn anh, ok đứng lên. Đứng lên. Nếu con là đứa bé mà con đọc được những cái mà miễn phí của mẹ con đó, con làm sao? Xé tờ giấy. Xé luôn tờ giấy luôn. Ồ, bao nhiêu người đồng ý xé tờ giấy chứ anh ta đâu, giơ tay coi. Giơ cao lên. Rồi thầy cảm ơn. Ai có cách xử sự nào khác không? Rồi, ai có cách xử sự nào khác? Rồi, bé. Cho một tràng vỗ tay. Tuyệt vời. Đứa bé thiên thần đó, sau khi dở cái tờ giấy lên và thấy như vậy, viết qua một cái tờ giấy khác: rửa chén cho mẹ 2 chấm miễn phí, quét nhà cho mẹ 2 chấm, giữ em cho mẹ 2 chấm. Sao nãy giờ không nói, giờ nói miễn phí. Rồi con sẽ chăm sóc cho mẹ cả đời. Ồ, lặng thinh không nói tiếng nào hết, lấy tờ giấy kia đi và để tờ giấy mới đó, để đó. Và anh ta: chào mẹ con đi học mới về. Xem cái
để cái tờ giấy đó, bà mẹ bà tới bà thấy thằng này mới lấy cái thiên thần của ta mới đụng tới tờ giấy để coi thứ chuyện gì xảy ra. Tới bà thấy quét nhà miễn phí, giữ em miễn phí, cái gì cũng .. miễn phí. Xong cái bà rớt gì? Tại sao? Vì cảm động, tức là vui khóc hay buồn khóc? Nước mắt khóc mà miệng nở nụ hoa tươi. Như vậy là đó là thiên thần, đứa bé đó là thiên thần hay ác quỷ? Ai muốn làm thiên thần? Giơ cao lên con. Con quyết tâm làm thiên thần không nè? Rồi, cho một tầng pháo tay đi. Nếu mà thiên thần chiều sau khóa tu về mà mẹ của mình nói: thiên thần đâu con? Dạ con có đây mẹ, thiên thần của mẹ đây. Mình biến xúc thiên thần hiện về đây mẹ. Hỡi thiên thần ơi, dạ quét nhà đi con, miễn phí. Giữ em đi con, miễn phí mẹ. Nấu cơm đi con. Dạ chưa biết mẹ ơi. Con nấu là cơm khe, cơm cháy đó. Này không miễn phí mà. Hư nồi cơm điện mà mẹ phải đi mua đấy. Ok không? Nhớ nha. Như vậy á, mẹ con chính tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau miễn phí. Vậy mà con bé này hồi nãy nói là để cho phải đồng ý trả tiền cho nó, để nó biết được công sức của mình. Trả tiền thì được thôi, nhưng mà khi trả tiền cho nó thì sao? Nó nghĩ là đó là công sức của nó phải trả. Vậy công sức mang nặng đẻ đau, nuôi lớn mỗi ngày, yêu thương chăm sóc, quần áo sách vở, thầy cô bạn bè lo lắng ăn uống, ai tính ai lo, phải không nè? Hiểu chưa? Thầy kể mấy câu chuyện rồi? Bộ hai câu chuyện về mẹ, hai câu chuyện về rồi. Ok tốt. Một câu chuyện về ba và ba câu chuyện về mẹ. Rồi, muốn nghe cái chuyện nữa không? Rồi, cho anh thằng vỗ tay đi. Muốn nghe chuyện thì ngồi thẳng cái lưng lên. Rồi. Rồi, trước khi mà nghe tiếp câu chuyện, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát với thầy vài cái cho nó im lặng không gian cái đó nào. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Ơi Nam Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Mẹ con niệm danh hiệu mẹ Quan Thế Âm hay lắm. Những thiên thần vỗ tay đi. Mấy con có niệm như vậy bao giờ chưa? Rồi, cho nên mấy con niệm rất là hay. Quan Thế Âm Bồ Tát là ai biết không? Là mẹ của con đó. Chỉ có mẹ của con mới chết cho con thôi. Vì trong tim bà có tình thương cho nên bà không có sợ hãi cái chết. Và ai là đại diện cho tình thương? Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên lúc nào mà con giận mẹ con, con chạy lên tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, con mắc vốn như ngài. Mẹ Quan Âm ơi, ở nhà mẹ của con la con. Con lên con tâm sự với Quan Âm nhau. Quan Âm ở trong đây nè, có không? Thắp cái nhang, cái quỳ xuống, cái nói hết những cái gì trong lòng mình á cho mẹ Quan Âm nghe. Ai trong này đã từng làm việc đó rồi vậy tay? Ồ, 1, 2, 3. Có kỷ niệm gì muốn chia sẻ không? Có, ok, điện máy đi. 2, cho một đằng vỗ tay cho cô ấy đi. Hai con, vì sao mà con lên con tâm sự với Quan Âm? Tâm sự chuyện gì? Nghe nha. Hít vào đi con, hít vào thiệt sâu, hít vào. Thầy hít với con nhé. Và thở ra, thầy thở cho con nhé. Rồi. Khi mà con tâm sự với mẹ Quan Âm như vậy, mẹ có nghe không? Con nghĩ mẹ nghe không? Mẹ nghe hết á. Mấy con đừng có tưởng cái tượng xi măng đó đứng mà không nghe gì, không phải đâu. Lúc nào mẹ cũng nghe hết. Mà đặc biệt là cái tâm tụi con á, lên mà ngồi: mẹ Quan Âm ơi, con mất vốn với mẹ hôm nay á, nhà mẹ con la con đánh con á. Con cứ ngồi con khóc, con tâm sự như là một người mẹ thật ở nhà. Phép màu sẽ diễn ra. Để và sau khi mà con tâm sự với mẹ Quan Âm xong rồi sao? Con về nhà sao? Con cảm thấy nhẹ lòng không? Con thấy con thương mẹ hay là con bực mẹ mình? Thương mẹ mình. Khi mà con tâm sự với mẹ Quan Âm á, là tình thương ở trong mẹ Quan Âm sẽ đi vào trong con, làm trong tình thương trong con trỗi dậy và con tha thứ cho mẹ con hiểu mẹ con hơn. Và tự động con thấy con bỏ qua cho mẹ con bao dung cho mẹ con hiểu cái nỗi khổ, nỗi đau của mẹ con. Lúc đó con là hiện thân của Quan Âm, tức là con là hiện thân của thiên thần, tức là con là một Bồ Tát, phải không? À. Giờ nghe kể chuyện tiếp nha. Có một người con nọ ở trong một cái gia đình kia, một anh chàng trai bé bỏng như thế này, bữa tối nào cũng đi qua nhà lối xóm để coi phim ké, coi phim dạo. Bởi vì nhà nghèo không có tivi, đi qua cái nhà lối xóm đi coi phim dạo. Ai trong này đi coi phim dạo vô tay coi à, ai cũng có tivi hết rồi hả? Nghèo quá mà tối nào cũng đi hết á, tối mưa cũng đi nữa.
Xong cái bữa nọ hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, ba anh ta chết sớm. Mẹ thì mẹ quá con côi, nuôi anh ta lớn tới chừng đầy rồi là cũng kỳ công khổ cực lắm. Anh ta mới hỏi mẹ ơi sao mà mình không có tivi hả mẹ, con đi coi ké hoài ngại cực quá. Coi ké người ta ké nè, ngồi mà ngồi chính giữa người ta hất qua một bên á. Xong cái bà mẹ nói nhà mình nghèo mà tiền đâu mua tivi con. Bà mẹ nói xong cái quay ra sau lưng mà khóc. Mẹ ngồi nói một mình trong đầu chứ, ông ơi nếu như mà ông còn sống thì đâu đến nỗi nào tôi ở một mình tôi nuôi con không nổi. Con nó muốn có cái tivi nó coi mà tôi không biết làm sao hết. Nếu như ông mà còn thì chắc hai vợ chồng mình sắm sửa cái tivi không khó bao nhiêu. Bà mẹ nuốt nước mắt vào bên trong mà quay qua, để mẹ cố gắng mẹ mua nha con, mẹ sẽ cố gắng mua cho được cái tivi, con yên tâm. Và mẹ anh ta làm quần quật đêm ngày, đầu đội trời chân đạp đất, nắng mưa dãy dầu kiếm cho được tiền đủ mà mua cái tivi, mua lại cái tivi của người ta. Rồi cũng làm cho anh ta vui, anh nhà anh ta cũng ăn cũng học cũng nghe lời mẹ cũng ngoan ngoãn. Anh ta lớn lên anh ta vô đại học, xong anh ta học xong anh ta có bằng cấp học giỏi và kiếm được việc làm có tiền lương cao. Tới chừng lúc đó mẹ anh ta lụ khụ già lẩm cẩm, rồi không biết chuyện gì không. Xong đêm nào anh ta cũng về, ngày xưa thì đi coi phim ké 10 giờ về, mẹ ở nhà đợi. Bây giờ thì lớn lên rồi, có việc làm rồi, cũng đi không phải đi về 10 giờ đêm mới về đi coi phim ké, mà đi làm việc bận biểu lúc nào cũng 10 giờ mới về. Mẹ lúc nào cũng ngồi đó bên một mâm cơm lạnh đợi con về, đêm nào cũng vậy hết. Xong cái hôm nay anh ta vừa về, anh ta nói con nói mẹ rồi, con thấy mẹ ngồi đợi cơm của hoài cũng chịu không được, con nói mẹ ưng trước đi, công việc của con là nhiều lắm, mẹ không có đợi con được. Anh ta nói trong cái giọng rất là khó chịu, bởi vì thấy mẹ mình đợi mình cũng khó chịu không nè, khó chịu. Xong cái mà mai con phải đi làm sớm nữa đó mẹ, công tác con nhiều lắm, thôi mẹ ăn đi. Anh ta đóng cửa cái rầm và vô ở trong cái phòng của mình ở đó, và mẹ ngồi chân hững nhìn cơm lạnh ngắt. Cứ 5 tháng qua như vậy á. Xong một ngày nọ anh ta đang ngồi trên công ty, nghe điện thoại reng reng reng. Từ cái số điện thoại của mẹ anh ta, anh ta nhìn, anh ta không bắt máy. Reng 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 reng. Anh ta nhìn, anh ta không bắt máy. Reng 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 reng. Anh ta nhìn, anh ta có linh tính không tốt, bắt máy. Dạ alo mẹ, con cúp máy nhưng mẹ con đang bận. Anh tới bệnh viện đi, mẹ anh sắp đi rồi. Anh ta giống như là tiếng sét đánh vào tai vậy đó. Có bao giờ mà thấy mẹ mình bệnh đâu, chạy ù tới bệnh viện. Đi vô trong bệnh viện, bác sĩ ra gặp, chúng tôi cố gắng hết sức nhưng mẹ anh có thể không qua khỏi. Bác sĩ ơi, bao nhiêu tiền tôi cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng được, bao nhiêu tôi cũng lo, cứu mẹ tôi giùm, cứu. Bác sĩ nhìn anh ta và lắc đầu. Anh ta vô nắm tay mẹ anh ta, mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ con biết lỗi rồi, con sai rồi, con ở với mẹ, con không có đi về 10 giờ đêm, con không có như vậy nữa. Mẹ anh ta rút trong cái thò cái tay vô, rút một cục tiền gói cẩn thận ở trong túi ra, nói nè con, mỗi ngày con về con đều cho tiền mẹ, mỗi tháng mẹ để nguyên một cục đó, mẹ không có tiêu đồng nào hết á, mẹ chỉ muốn con về ở với mẹ một bữa cơm, hai mẹ con ngồi ăn để mẹ rót cho con miếng nước, để mẹ chan cho con miếng canh chua mẹ nấu là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ ơi con biết lỗi rồi, mẹ tha cho con, bây giờ mẹ đừng có đưa tiền cho con cần mẹ sống, con không cần gì hết. Vừa nói ngắt lời thì người mẹ vừa tuột tay và chết. Mấy con,
sao mà ngồi cười? Có người ngồi đây nghe câu chuyện về mẹ, bao nhiêu người khóc mà một người ngồi cười. Không, nụ cười đó có phải là của thiên thần không? Mình ngồi đây mà mình ngồi trước Phật, mình muốn làm một vị Bồ Tát, một vị thiên thần không? Có. Nè con có biết là con là một vị thiên thần đẹp lắm với ba mẹ, mà con ở nhà, ba mẹ muốn con ở đó ăn một miếng cơm với con, ba mẹ muốn ở đó để thấy mặt của con ở nhà, muốn nghe tiếng đùa giỡn cười hí ha hí hửng của con ở xung quanh cái nhà đó vậy á. Nhưng mà con không có chịu ở nhà, con ra ngoài kia con kiếm bạn con đi chơi. Mày về đây với tao, con đi chơi xíu mẹ, về để chết với tao. Con nghĩ là mẹ của con kêu con về để mà trừng phạt, để mà đánh đập hay sao? Vì sao mà mẹ con không muốn cho con đi ra khỏi nhà biết không? Vì sao? Ai biết? Vì mẹ con nhớ con, sợ con đi ra ngoài đường là một chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mẹ con muốn con quanh quẩn xung quanh cái phòng, cái nhà của bà giống y như ngày xưa mà bà quanh quẩn cái nôi của con vậy đó. Bà đặt con ở trong nôi và bà quanh quẩn xung quanh. Bây giờ bà muốn bà là cái nôi để con quanh quẩn xung quanh bà, để bà hạnh phúc. Mà con thì cứ chạy ra ngoài hoài khiến bà nhớ nhung. Bà mỗi lần mới kêu về đây với mẹ con, tức là về đây cho mẹ nhớ con. Sao mà ngày xưa mẹ quanh quẩn cái nôi mà bây giờ con lớn con chạy sang con bỏ mẹ á? Giải thích ra nó có nghĩa là vậy đó, chứ không phải bất kêu mình về làm gì. Nếu mình hiểu được nha, mình chạy về, mẹ ơi, cái nôi của con ơi, con về với mẹ nè, con chạy về với mẹ nè, mẹ chạy về ôm chầm mẹ, con xin lỗi nha, con không chơi quá, con quên mẹ mất tiêu, nhưng mà mẹ kêu là con nhớ rồi, con về với mẹ nè, mẹ ôm cho thật chặt mẹ vào. Lúc đó mẹ con có trở nên một thiên thần không? Có, bởi vì lúc đó con lại một thiên thần. Khi mà con ngồi trong quán internet, con chơi cả tiếng đồng hồ, mẹ con gọi, con tắt điện thoại, thì hành động đó là của ác quỷ hay thiên thần? Này, con lựa chọn lấy nhé. Khi mẹ con nói, khi con xin mẹ con, mẹ ơi, bữa nay cho con đi chơi với bạn con chút, cái mẹ nói thôi ở nhà đi con, cho con đi đi mẹ, con ở nhà đi con, cho con đi đi mẹ, thôi ở nhà đi con, thì con nên biết rằng mẹ bình thường con xin mẹ cho mà, sao bữa nay mà mẹ không cho, có phải mẹ buồn chuyện gì với ba không mẹ? Có phải năm nay, có phải tháng này con xin tiền mà mẹ không có tiền để mẹ đóng tiền học cho con, mẹ ngồi mẹ lo cho mẹ không biết làm sao không mẹ, phải không? Mẹ có chuyện gì phải không? Cho nên mẹ còn con ở nhà phải không mẹ? Có gì đó mẹ nói cho con nghe với. Ok, được không? Khi mẹ của con mà không muốn con cách bà nửa bước là bà biết, là con nên biết là trong lòng của bà có một mớ chuyện không vui, và bà muốn con ở nhà để bà đỡ cô đơn. Con hiểu không? Rồi, cho một lần vỗ tay đi coi. Một câu chuyện nữa nè. Anh chàng ta ngủ tới 10 giờ sáng mới dậy. Trong đây ai ngủ tới 10 giờ sáng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giờ đêm hết luôn, quá là nhiều. Xong biết sao không? Bà mẹ gõ cửa, cốc, 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 ai gọi đó, tôi là Thọ Cốc. No, mẹ gõ mà không mở cửa, mở cái rạc vô. Con làm cái gì mà cả đêm qua con ngủ, con ôm cái laptop, bây giờ con dậy không nổi là sao? Anh chàng ta bực dậy, cái mặt như là con khỉ. Sao sáng nào mẹ vô mẹ cũng nguyền rủa con hết trơn vậy? Mẹ muốn con là good morning với mọi người, là chúc mọi người một buổi sáng tốt đẹp, mà mẹ sáng nào cũng vô nguyền rủa con. Con chịu hết nổi với mẹ rồi, thôi đừng có chúc ai hết cậu ơi. Bây giờ cậu muốn ăn cái gì, nói cho mẹ đi nấu, mẹ con đi giặt đồ cho cậu nữa. Thôi mẹ của bà, tôi cũng muốn ăn gì của bà hết trơn. Rồi, ta mở tivi lên coi. Bà mẹ ra khỏi cửa, một tiếng sau bưng lên
một ly sữa, một cái bánh mì. Mở cửa vô anh ta thấy bà không có nấu gì khác được, bữa nào cũng sữa với bánh mì. Hồi nãy thì mẹ hỏi con á, muốn ăn gì mẹ nấu, con không nói mẹ tự nấu, bây giờ lên thì con lại la mẹ là sao? Mẹ là người đại tớ nhà này, mẹ lo cho ba con, cho con và cho em gái của con từ lúc 5 giờ sáng miết tới 11 giờ tối. Mà có ai nghĩ tới mẹ, có ai hiểu mẹ, có ai giúp đỡ mẹ chút nào đâu, sao giờ còn la chửi mẹ? Thôi mày có bà ơi, sao sáng nào mà cũng làm cho tôi có cảm giác thật là đau khổ. Bây giờ cả một ngày tôi đau khổ bởi vì bà đó. Ôi, thiên thần hay ác quỷ? Làm cho mẹ mình đau khổ thì thật sự là không phải thiên thần đó mà. Xong rồi bà ngồi xuống, bà nghe vậy đó, nhưng mà bà ngồi xuống cái giường với anh ta, nhìn anh ta ăn một lát, xong rồi bà đứng, bà đi ra và anh ta đóng cửa phòng lại, mở nhạc lên nghe. Bà xuống dưới kia, bà buồn quá, bà mở tivi, bà ngồi bà coi. Anh ta thì ngồi coi tivi đi này, mẹ thì ngồi coi tivi dưới kia, hai người, hai cái tivi cách biệt nhau thật là lẻ loi cô đơn. Xong mí tới 1 giờ chiều, thấy anh ta vẫn còn ở trong đó, bà lên rồi bà gõ cửa, bà đi vô. Sao con định ở luôn em biết cả ngày hả? Không tắm rửa, đi ăn cơm này nọ. Và rồi anh ta bực dậy, thấy trên tay của mẹ bưng một mâm cơm, để xuống đó ngồi xuống nhìn anh ta ăn tiếp. Anh ta ăn xong, mẹ anh ta đi ra ngoài, rồi anh ta đóng cửa lại, gọi điện thoại cho bạn, mày tới chở tao đi chơi mày. Và anh ta, mẹ ơi con đi công việc xíu nha mẹ, nói dối giờ đi chơi. Miết tới đúng 10 giờ điện thoại anh ta có mẹ gọi reng 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 reng. Chuyện gì cũng biết không? Anh ta nghĩ là mẹ gọi để kêu về làm phiền nữa đây. Reng 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 reng, không bắt máy. 3 lần anh ta bắt máy lên, giọng của em gái anh ta: anh về đi anh, anh về đi anh. Chuyện gì với em? Mẹ nhập viện rồi. Bà hức hơ anh Khải chạy về bệnh viện. Và mẹ anh ta xuất huyết máu não, xuất huyết não, trong những hơi thở cuối cùng đang nằm ở trong phòng cấp cứu ICU. ICU là gì? Intensive Care Unit. Và anh ta ngồi đó, anh ta hức hít hồn. Mẹ mình trong những cái hơi thở cuối cùng xuất huyết, mà xuất huyết não mấy con biết có thể chết không? À, chỉ có 10% sống thôi. Anh ta sợ hãi vô cùng và nhìn lại một ngày. Anh ta dành hết thời gian cho cái điện thoại và cho bạn bè. Anh ta không bỏ qua một cái thông tin nào ở trong cái điện thoại và bạn bè hết. Vậy mà anh ta bỏ qua tất cả những cái thông điệp, những cái thông tin của sự sống này ở ngoài kia. Trong khi anh ta ngồi vui chơi như vậy thì có một người thương yêu anh ta là mẹ anh ta đang ngồi đợi anh ta đó, để cần anh ta ăn với mẹ một mâm cơm. Mẹ cần anh ta ở nhà nhìn anh ta ngồi đó với mẹ thôi là mẹ anh ta đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Mà anh ta ngồi với mẹ sao khó quá, cho nên anh ta phải kiếm một người khác để ngồi, đó là cái điện thoại. Chán rồi, anh ta ngồi với người bạn của mình và coi mẹ của mình giống như một người nô lệ giặt đồ cho mình, nấu cơm cho mình. Để đến khi mà mẹ anh ta sắp ra đi, anh ta mới hết hồn, giật mình và biết mình có lỗi mà không thể sám hối, bởi vì quá là muộn màng. Có quyền nghĩa nào sám hối? Mấy con biết không? Thầy đố mấy con nè, trong này có mấy con có cha mà hay đi uống rượu, giơ tay lên coi. Ủa đông vậy, tức là ba của con hay đi uống rượu á, giơ cao lên coi. Rồi thầy cảm ơn. Ở nhà mà mấy con có người mẹ mà hay la to, hay chửi ba, giơ tay lên coi. Hay la con, hay la ba một cách bạo động. Thầy cảm ơn. Giờ thầy hỏi mấy con nè, thầy hỏi mấy con nha,
ba mẹ mấy con ghét nhau lấy nhau hay thương nhau lấy nhau? Thương nhau lấy nhau. Vậy mà sao bây giờ về là chửi nhau? Vậy mà sao bây giờ về đi lấy rượu? Tại sao mà thương nhau mà bây giờ về đi uống rượu? Tại sao thương nhau mà bây giờ về là chửi nhau? Tại sao? Ai nói được chỗ này? Hả? Thương nhau lấy nhau. Họ nghe nha. Vì sao? Họ thương nhau mà sao bây giờ mà ba con thương mẹ con, mà mẹ con không có mời rượu ba con không? Không, vậy mà đi uống rượu người khác để mẹ buồn. Rồi mẹ con có, ba con có muốn mẹ con chửi không? Vậy mà không, không, nhưng mà mẹ con vẫn chửi mỗi ngày. Vì sao? Vì ba mẹ ghét nhau và... Có phải ba mẹ thực sự ghét nhau không? Không. Vậy mà tại sao vẫn những việc đó vẫn xảy ra hàng ngày? Hả? À, ok, thầy cảm ơn, cho đàn vỗ tay nè. Ai có câu trả lời nào khác không? Ok. Hay. Do áp lực gia đình. À. Còn khi quen nhau rồi, yêu nhau, cưới nhau rồi, sinh ra con, phải lo cho con là tiền ăn, tiền học, cái chuyện nên là bị áp lực gia đình. Hay, cho một tràng vỗ tay. Nè, con nói đúng rồi đó. Ba mẹ con có la chửi nhau không? Có, cho nên con hiểu mà. Cho nên em trả lời là từ cái thực tế của gia đình của em đấy. Con biết ba con đâu phải ghét con, ba con đâu phải ghét mẹ con mà đi uống rượu. Bởi vì ông thương vợ ông lắm, ông thương con lắm, ông kiếm tiền không ra, ông nuôi con, ông đi học không đủ, con ông về xin 5-7 ngàn để mà đi nạp tiền học, để mà đi ăn hàng thôi, đi mua cái xe đạp thôi, mà ông là đàn ông che chở vợ ông được, vợ ông che chở con không được, ông cảm thấy ông bất lực, ông buồn quá cho nên ông lấy rượu để em giải khuây. Con hiểu không? Chứ ba con đâu có ghét mẹ con, đâu có ghét con. Con hiểu được tâm lòng của ba con, thương mẹ con, thương con, nhưng mà những gì ông muốn làm như là những điều tốt đẹp nhất cho người ông thương mà ông làm không được. Ông vui hay buồn? Buồn. Ông buồn thì ông đi làm sao? Ông đi uống rượu thì ông quên. Vậy bây giờ con thấy ba ông uống rượu, con ghét hay con thương? Hả? Bây giờ con thấy ba con uống rượu, con thương hay ghét? Giơ tay coi. Ai nói ai ghét? Giơ tay. Ai thương? Giơ tay. Thương rượu hay thương ba? Thương ba uống rượu bởi vì ba không biết cách làm sao hết để ba quên cái khổ của mình, cho nên ba lấy rượu ba quên cái khổ. Cho nên mỗi lần mà thấy ba ba chân bốn cẳng mà chạy về bởi vì say rượu là con nói sao? Nếu như con là thiên thần con nói sao? Con nói nè, con nói sao? Con biết nói không? Ai biết nói sao? Rồi đưa micro đi con. Nếu mà con thấy ba con xỉn say rượu chè đi nghiêng ngã về nhà, con là một thiên thần, con nói gì với ba đây? Nếu như con hiểu ba con. Hay, ba ơi đừng uống rượu nữa. Qua đây. Rồi cảm ơn cho bạn bằng ngón tay con. Thiên thần là đây. Cảm ơn con. Ngồi xuống đi con. Còn có câu, còn có cách nào khác nữa không con? Tuyệt vời lắm. Hả? Ai còn có cách nào khác để giúp cho ba mình? Khi mà ba con nghe câu đó là ba con sẽ ôm con vào lòng thật chặt, và ba con sẽ nói là rượu của ba, là bé con gái này là bé gái rượu của ba đấy. Ba không uống rượu nữa. Khi mà con nói được câu đó nha, ba con không uống rượu nữa đâu. Bởi vì ba con không có bạn. Bạn với mẹ con á thì làm cho ba buồn. Mà ở với con á thì ba con sợ con phát hiện là ba con đau khổ dằn vặt, ba con không dám tâm sự. Cho nên bây giờ mà con sẵn sàng nghe, sẵn sàng chấp nhận ba con, ba con hạnh phúc vô cùng. Đi lấy rượu là kiếm bạn đó, phải không?
Thì bây giờ con có một người bạn cho ba rồi, ba bỏ rượu là bạn, có một người bạn khác là con, ba đâu có muốn làm cho con khổ. Bây giờ con nói thêm với ba nè, ba ơi, con biết ba thương con và thương mẹ, mà ba làm cho mẹ cho con không được hạnh phúc như ba nghĩ, cho nên bây giờ ba buồn, rồi ba đi kiếm rượu, ba giải khuây. Ba biết ba làm như vậy là ba có làm cho con khổ hơn, ba làm cho mẹ khổ hơn không ba? Có chuyện gì ba tâm sự với con. Con là bạn của ba, con chấp nhận hết. Ba của con là Phật ở trên đời. Mà ba biết không, Phật có uống rượu không ba? Phật uống rượu không? Không, Phật đâu có bao giờ uống rượu phải không ba? Và con muốn ba ở nhà với con, thương mẹ, ăn mắm múc dồi cũng được nha ba, nhưng mà đừng có đi uống rượu để mà mẹ khổ, con khổ ba nhé. Con nói những lời đó, con nghĩ ba con có ôm con vào lòng không? Ok. Rồi bây giờ mẹ con này lúc nào cũng cằn nhằn, cũng khó chịu, cũng bực bội với con, về với mẹ, với ba của con, có phải là mẹ con ghét con hay là ghét ba con không? Mà tại sao? Quá căng thẳng công việc nhiều. Thì con nên nói gì với mẹ? Mẹ ơi, con biết là mẹ suy nghĩ cho ba, suy nghĩ cho tương lai của con, suy nghĩ kiếm tiền mỗi ngày làm sao lo cho được cái miếng cơm manh áo của gia đình này cho được trọn vẹn mỗi ngày. Mẹ ngồi xuống mà mẹ nấu được 5-3 món thì mẹ mới hạnh phúc chứ. Mẹ nấu có cà chua luộc, cà chua xào, cà chua nấu canh, tự động mẹ thấy mẹ thương con quá, ăn thiếu chất, mẹ thấy mẹ thương ba của con quá, bởi vì mẹ lo không đủ. Cái tâm lòng mẹ thì lớn mà cái món ăn mẹ lo thì ít quá với so với tâm lòng mẹ. Mẹ buồn, mẹ khóc, phải không mẹ? Con thấy mẹ tình thương đủ lớn để cho con và ba vui rồi. Mẹ không cần làm gì quá nhiều. Nếu mà mẹ buồn thì con với ba cũng buồn theo. Khi mà con nói được điều đó với mẹ, con nghĩ mẹ con hạnh phúc không? Con biết á, mẹ con mang nặng đẻ đau, ba con dãy nắng dầm sương, không phải họ khổ cực vì mưa gió mà họ khổ cực vì sao? Họ khổ vì họ cho con một cái món là ngọc ngà châu báu mà con nhận nó giống như rác rưởi. Mang nặng đẻ đau không khổ, khổ bởi vì mang nặng đẻ đau, nuôi nó chín tháng 10 ngày nó lớn lên mà nó xem thường mình, nó không đền đáp con ân mà nó còn hắt hủi, cái đó mới khổ. Con hiểu chưa? Con hiểu là cha mẹ con lo hết cho con, đó là hạnh phúc của họ. Nhưng mà khi con không nhận ra cái tình yêu của họ cho con sẽ làm cho họ cực kỳ tổn thương, con biết không? Cho nên ai trên đời này làm mình tổn thương, cái người mà mình thương á. Cho nên ba mẹ con tổn thương vì con, vì với con là vì sao? Bởi vì con nè, ba cho con 5.000 đi, để con đi mua cái bút chì. Nè con, rút ra 5.000. Nè con, 5.000 nè. Con cầm cái đồng tiền của 5.000, con giật con cái con chạy. Có nghĩa là con biết con làm cái hành động gì không? Một hành động không phải của thiên thần, một hành động ăn cắp không hơn không kém. Bởi vì ba con phải nai cái lưng ra để giải nắng dầm sương, có thể là bệnh tật nữa đó, để có được 5.000 này nè. Và con cầm 5.000 đó giống y như là con lỡm dưới đường, con không nhìn thấy ai cho nên con không cảm ơn gì đó. Cho nên con phải cầm bằng hai tay. Ba ơi, con cảm ơn ba nhiều lắm. Con biết cái đồng tiền này con không cần nói ra đâu, nhưng mà âm thầm trong đầu con biết cái đồng tiền này là bằng tình yêu của ba. Con cầm cái đồng tiền này, con cúi đầu con cảm ơn ba, và con giật cái đồng tiền, con chạy, con mừng quá, con đi chỗ khác luôn. Con nghĩ hành động nào sẽ khiến cho ba con tổn thương, hành động nào sẽ khiến cho ba con hạnh phúc, giật chạy hay cảm ơn? Cảm ơn là hạnh phúc và giật chạy là tổn thương. Như vậy con không cần làm gì cho ba con hết, này hỡi những thiên thần, chỉ cần đưa cái tay, hai tay đàng hoàng nhận cái món quà của ba con, dù đó là một trái cây, 5.000 bạc, cây bút chì, một cuốn vở, một cái quần, một cái áo, một đôi dép, một cái mũ. Hai tay nhận, cúi đầu xuống, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn ba rất nhiều, được không? Hỡi những thiên thần, được thì cho một tràng vỗ tay đi. Này hỡi những vị Bồ Tát tí hon ơi, hãy những vị thiên thần xinh đẹp, mấy con có thể biến cái ngôi nhà của mình thành một thiên đường. Khi ba con đi làm về xa, chạy ra nhà, ba về rồi, ba ơi đưa đôi dép của ba này cho con cất cho, ba ơi đưa cái nón của ba này đưa cho con cất cho, ba ơi đưa đôi giày để cho con đánh cho. Hãy làm một người đánh giày cho mẹ con, cho ba con. Hãy cất cái mũ, cái nón của ba con một cái chỗ mà ba con không có cần đi kiếm. Mũ của con, mũ của ta, của ba nó con, đấy này ba con cất.
Làm những hành động cực kỳ nhỏ nhá. Mẹ ơi, để con lặt rau nha mẹ. Mẹ ơi, cái nhà này con quét hôm nay nha mẹ. Mẹ ơi, để con rửa chén cho mẹ với. Mẹ ơi, con giặt đồ cho mẹ một bữa thôi nha. Ai trong này đã từng giặt đồ cho mẹ mình rồi, giơ tay coi. Ồ, giặt đồ cho mẹ đó nhá. Giặt bằng tay chứ mấy bằng máy giặt nhá. Cho Trần vỗ tay coi. Ai đã từng giặt đồ cho ba đâu, giơ tay. Cao lên, giặt đồ cho ba. Ai, vỗ tay. Ai trong này nguyện là sau cái khóa tu này về giặt đồ cho mẹ và cho ba một lần nữa, giơ tay coi. Nguyện trong lòng là làm một lần, mỗi tuần một lần thôi cũng được. Xin phép ba mẹ cho con được giặt đồ của ba mẹ một lần trong đời con. Ok, bây giờ thả tay xuống. Ai trong đời nguyện, ai một thực sự nguyện giặt đồ cho ba mẹ mỗi ngày, giơ tay coi. Có khả năng làm được rồi đó. Điều đó là hơi khó với mấy con đây. Chỉ cần một tuần mấy con làm một lần thôi là đủ lắm rồi. Bây giờ nè, giống như mẹ của chú Tiểu đây nè, bây giờ chú có thể muốn giặt đồ cho mẹ chú được không? Chú Tiểu mà không còn mẹ nè, bây giờ chú muốn giặt đồ cho mẹ chú được không? Bây giờ chú muốn có một chén cơm từ mẹ chú bưng lên được không? Bây giờ chú muốn kêu hai tiếng mẹ ơi được không? Có người mẹ nào đáp trả mẹ đây con không? Có không? Bây giờ mấy con còn mẹ còn cha, mấy con có thể hạnh phúc hơn chú biết là bao nhiêu lần. Hồi sáng hôm qua thầy miết tới tính giờ thầy chưa ăn sáng, thầy đói bụng quá thầy lấy gói mì ra thầy ăn. Trong khi thầy ăn gói mì, nước mắt thầy rơi giàn giụa, bởi vì thầy nhớ ngày xưa mẹ thầy rất là nghèo và không có cái gì ăn hết, cho nên cứ lấy đồ ăn, lấy cơm ra, xong cái đi ra mà kia hái rau rừng vô cái nói là con ơi ăn cái này bổ lắm, ăn cái kia bổ lắm. Và thầy biết là mẹ thầy thương thầy lắm, mà bà thấy thầy ăn toàn là rau, mà con nghĩ bà xót dạ không? Bà thấy con mới ăn toàn là rau bà vui không? Không. Vậy mà bà cũng dụ con của bà là bổ lắm, để ăn để làm chi vậy? Là con ơi con ăn giùm mẹ đi, chứ mẹ không có thể nuôi con được giống như con người khác. Mẹ muốn cho con mập mạp, mẹ muốn cho con ăn ngon, ăn cá ăn thịt để cho con ngon cái miệng của con là mẹ hạnh phúc. Nhưng mà mẹ không có tiền, mẹ ở giá, mẹ ba của con á, bỏ con đi rồi, mẹ nuôi hết sức mẹ để mà con có được miếng cơm thôi, chứ còn đồ ăn mẹ kiếm không ra. Con ăn cho ngon nha con, chứ mà con ăn con chê chắc mẹ đau lòng lắm. Mẹ không có muốn con ăn mà con chê đồ ăn của mẹ nấu, cho nên mẹ phải nói là bổ để cho con nghĩ là nó tốt đẹp để con ăn con nuốt, cho nên xuống cái cổ của con là mẹ hạnh phúc vô vàng. Bây giờ thầy ngồi thầy ăn cái miếng mì tôm mà thầy mới nhớ lại là thầy ngồi thầy ăn rau, mà thầy biết là mẹ thầy sẽ rất là buồn bởi vì bữa nào cũng rau miết. Có một ngày nọ mẹ thầy mua cá về, mà con biết không, thầy vẽ hết cái nạc cá bỏ qua một bên. Thầy không biết lý do gì mà thầy thích ăn đầu cá với sườn cá, bởi vì lúc đó thầy đã biết thương mẹ mình. Và thầy cứ nói là con thích ăn xương, hễ có gà là thầy ăn cánh với ăn đầu, hễ có cá là thầy ăn đầu với ăn cái xương ở bên trong. Bây giờ hồi còn nhỏ thầy cứ mắc cổ xương cá miết thôi, là bởi vì lúc nào thầy cũng ăn xương hết và thầy muốn mẹ thầy ăn cái thịt đó. Chúng ta nè, chúng ta thương ba mẹ vô cùng, chúng ta không có muốn ba mẹ mình khổ đâu. Cho nên về mà mấy con thấy nha, ông ba của con á, nếu mà dọn đây một con cá, con nghĩ ông ba của con lựa cái thịt hăng hay là lựa cái đầu với cái xương ăn? Là con hỏi tại sao ba ăn như vậy, cái ông ba con ông sẽ nói là bởi vì ba già rồi ăn đầu cá cho nó bổ, ba rủ xương rồi cho nên ăn cái xương cá cho nó bổ. Ba con sẽ giải thích như vậy đó. Nhưng mà có phải như vậy không? Bởi vì muốn để cái phần thịt cho ai? Cho con. Như vậy là con hãy âm thầm gắp một miếng thịt ở trên cái mâm, ở trên cái dĩa cá đó, bỏ qua cho ba con. Và con cũng nói như thế này nè: ba ơi, con cũng bị nhũng thịt nhiều quá, con không ăn thịt nữa, ba ăn thịt giùm con. Ok không? Là ông ba sẽ biết con hiểu không? Ông sẽ hạnh phúc không? Con không cần làm gì nhiều, cũng không cần nói gì nhiều, trong một mâm cơm thôi. Con đừng ăn mà vừa cầm điện thoại. Vui lòng là cái bữa cơm mà mẹ ba con làm ra được đó, hỡi những thiên thần nè, là họ đã chẳng hạn nhé,
con thương, con trồng một cái cây đi, con trồng một cái cây, sáng nào ra con tưới nước cho nó, thì con có thương cái cây đó sau 5 ngày, 7 ngày, 5 tháng, 7 tháng nó lớn, con nhìn cái cây con thương không? Con thương mà con thấy nó héo rồi, con muốn lấy nước tưới cho nó không? Có, con sợ nó chết không? Sợ. Ba mẹ của con đẻ con ra, thấy con đói, ba mẹ có muốn cho con ăn no không? Có, như vậy là như vậy nè, cái mối chuyện đầu tiên mà thầy kể cho mấy con nghe đó là người mẹ ôm đứa con lại và cho đứa con sống ở dưới cái bụng của người mẹ. Người mẹ lấy cái lưng mình đỡ ngói gạch xi măng bê tông cốt thép để người mẹ chết đi. Mấy con có biết là hằng ngày mẹ con có lấy cái lưng này che nắng để mà đi kiếm rau, kiếm củ, kiếm cơm mỗi ngày để che cho được cái miếng cơm mà lòi ra trong cái mâm cơm mọi người còn ăn không? Con biết không? Và con ăn, con có phát hiện ra là mẹ con đã, ba con đã cực khổ lắm mới có được cái chén cơm đó. Và con ngồi con ăn, con cầm điện thoại, con vừa ăn mà con vừa ăn mà con vừa coi tivi, con vừa ăn mà con vừa lướt Facebook, con vừa ăn mà con vừa không có trân trọng cái món quà mà cha mẹ con phải làm cả tháng trời mới có được cái mâm cơm. Và con biết làm sao cho họ hạnh phúc không? Hỡi những thiên thần, con chỉ cần ngồi đó và trước khi ăn con chắp tay lại, con cảm ơn ba mẹ có bữa cơm này cho con. Một câu nói đó thôi. Và khi con ăn xong, con cảm ơn ba mẹ đã làm cho cái bụng con no rồi. Làm được không? Ai làm được? Giơ tay. Thầy cảm ơn. Chứ không lẽ cái tự động cái mình ngồi xuống cái ôm nó sẽ bù hồ biến cái cơm nó lội trước mặt mình. Có. Nè, trồng một cọng rau muống là phải 3 tháng chăm sóc nước non, rồi phải ngắt lên, rồi phải ngắt ra từng cọng, rồi phải rửa từng cọng, rồi phải luộc, rồi phải xào, rồi phải gấp cho dĩa, bỏ lên. Và con ơi, mẹ nấu cho con những món ngon nhất nè con. Cái gì mẹ rau muống ăn hoài. Trong lòng bà sao? Chua chát. Bà nấu cả tấm lòng của bà trong, chứ không phải bà nấu rau muống. Mà con thấy rau muống mà con thấy tấm lòng. Như vậy là bà đưa kim cương mà con nhận là rác rưởi, bà tổn thương không? Có. Đó. Qua những câu chuyện mà thầy kể cho tụi con về hai đấng sinh thành ba và mẹ, trước hết thầy muốn nói cho các con nghe là thân này của các con là của ba mẹ đấy. Đừng cái làm cái gì mà hại cái thân này làm mình hại ba mẹ mình. Nghe không? Điều thứ nhất, các con là những vị thiên thần, những Bồ Tát tí hon đi thế gian này. Các con là nơi mà tình yêu, là thứ thương yêu không điều kiện từ cha mẹ, từ con tim của họ trỗi lên và dành hết những tinh hoa của họ cho con. Con hãy nhận những điều đó như là những tinh hoa, chứ đừng nhận như là rác rưởi, họ sẽ tổn thương. Và hàng ngày con sống sao đó mà bộ đồ của mẹ con giặt cho được, miếng cơm của mẹ dọn ra, con cúi đầu con cảm ơn những gì mà mẹ cha đưa cho con từng chút một, con nhận bằng hai tay và con cúi đầu cảm ơn. Những gì mà con làm hàng ngày một chút sai với ba với mẹ, con cúi đầu xin lỗi. Và khi mẹ con giận ba, ba con giận mẹ, con viết một lá thư, con nói với ba là ba ơi đừng có giận mẹ nha ba, ba giận mẹ là lòng con tan nát, ba vì con tha thứ cho mẹ. Khi mẹ giận ba, hãy viết một vài chữ như vậy dán vào cửa phòng của ba, ba ơi mẹ ơi, y chang như vậy mà nói. Rồi khi hai người cãi cọ với nhau, mình nói, mình ra đó, khi mà họ cãi với nhau đó, mình ra mình nói nè, hỡi ba mẹ ơi, một chiếc lá chưa bao giờ là một nửa, một con tim chưa một nửa bao giờ, con chưa bao giờ là một nửa từ cha mẹ, con là trọn vẹn con tim từ hai người ấy. Bây giờ cãi nhau con tim con vỡ nát làm đôi, xin ba mẹ hãy hòa hợp lại làm một để cho con được sống và nở nụ cười. Con chỉ còn khi ba mẹ con cãi nhau con hãy nói lời đó. Rồi khi ba con thức khuya quá vì lo cho mẹ, mẹ thức khuya quá vì lo cho gia đình, con hãy lấy một tờ giấy nhỏ con dán vào phòng ngủ của mẹ, mẹ ơi đừng thức khuya quá, mắt mẹ thâm quần mẹ nhé. Ba ơi đừng có lo nghĩ nhiều, nghỉ sớm nha ba. Cần con làm những hành động nhỏ nhỏ đó thôi là gia đình con là một thiên đường mà con tạo ra, đó là những thiên thần. Rồi trong khi trước khi con đi ngủ, con có thể ngồi xuống 5 phút thôi. Con ngồi thẳng lưng lên, con hít vào thật sâu, con thở ra thật nhẹ. Con làm 5 phút thôi, mẹ con thấy con biết ngồi như Phật, mẹ con an lòng bởi vì con đã lớn khôn. Khi con biết vững chãi vào mình là mẹ con tự tin con lắm.
Khi con biết tự bảo vệ lấy mình là ba mẹ con sẽ rất là an lòng. Con hít vào, con thở ra 5 phút thôi, rồi con ngủ. Sáng dậy, con tự đi súc miệng, rửa mặt, con tự ăn, tự uống, tự quét nhà. Những việc con tự làm chu đáo hết là ba mẹ hạnh phúc rồi. Và cũng khi con ngồi con ăn cơm, con đừng có nói chuyện. Con bỏ cái điện thoại qua một bên, con không nói chuyện đông chuyện tay. Con ngồi con ăn cơm yên lặng mà mẹ con thấy, ủa, bữa nay sao con mình nó ngồi đi ăn cơm im re, nhai cho kỹ, nhai cho kỹ. Và ngồi yên như vậy ăn, ăn cho ngon lành, ăn một cọng rau mà mẹ nấu cho ngon, nhai cho kỹ, nhai cho ra nước rồi mới nuốt. Con làm như vậy, ba con nhìn kỳ kỳ tắt, mẹ nhìn thấy lạ lạ đó. Con cứ ngồi ăn, con ngồi ăn như vậy, ba mẹ con sẽ thấy con có một cái sự gì đó vững vàng. Khi mà con tin vào con là ba mẹ con, những người ngoài kia sẽ tin con. Con hiểu không? Và khi con làm như vậy là con đã đích thực báo hiếu cho mẹ cha đấy. Con báo hiếu mẹ cha tức là con làm những cái điều mà mẹ cha con chưa làm được. Mẹ cha con có tình, có tiền, có tài sản nhưng mà họ chưa hạnh phúc. Con không có những thứ đó nhưng mà con có thể ngồi xuống ăn cơm trong hạnh phúc đó, đích thực là con báo hiếu cho mẹ cha. Hiểu không? Hỡi mấy thiên thần, hiểu không? Rồi cho ông đàn vào tay coi. Rồi mấy con ngồi thẳng lưng lên. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Thầy cảm ơn mấy con đã chú ý và lắng nghe. Hãy ngồi thả lỏng cái thân con ra, yên trú trong hơi thở vào và ra trong tĩnh lặng. Con hít vào, này hơi thở của mẹ con cảm ơn. Con thở ra, này hơi thở của cha con cảm ơn. Con thở cho cha, con thở cho mẹ. Bình yên của con là bình yên của mẹ và cha. Tình yêu của mẹ cha đang ở trong con và nuôi dưỡng từng tế bào này. Nam mô Tát Sa Bhagavato các con. 5 ngày tu trong an lạc, hội tụ đủ cái thiện căn phước đức trong lòng, tưới tẩm các hạt giống thương yêu, nguyện hồi hướng công đức đó cho mẹ cha quá cố và ông bà mẹ cha hiện tại, để nhờ công đức ấy mà họ cũng được tu tập và chuyển hóa như các con nhé.